Terence Stahl, bộ não vĩ đại của ngành toán, IQ vượt xa Einstein. 14 tuổi là sinh viên, chưa đầy 25 tuổi là giáo sư đại học, 31 tuổi đạt giải thưởng Fields, giải thưởng được ví như Nobel toán học, và hàng chục kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác. Đó là những thành tích mà Terence Stahl, thần đồng toán học người Úc đã đạt được. Tuy nhiên, không giống như những thiên tài khác, chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp. Terence Stahl còn có khả năng cân bằng công việc và cuộc sống khi có một gia đình hạnh phúc và được đồng nghiệp yêu mến. Thiên tài hiếm có sở hữu chỉ số IQ vượt xa Albert Einstein. Terence Stahl sinh ngày 17 tháng 7 năm 1975 trong gia đình có bố là người gốc Thượng Hải, tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Hồng Kông. Mẹ là người gốc Hồng Kông, tốt nghiệp cử nhân toán lý cũng tại Đại học Hồng Kông. Cả hai gặp gỡ và kết hôn khi vẫn đang là sinh viên. Sau đó, họ cưới nhau và chuyển sang Úc sinh sống vào năm 1972. Dưới Terence Stahl còn có hai người em khác tên là Nigel và Trevor. Có bố mẹ đều là người trí thức nên ngay từ nhỏ, Terence Stahl đã được hưởng nền giáo dục tốt và sớm bộc lộ trí thông minh hơn người. Năm 2 tuổi, bố mẹ ông tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của con mình. Họ hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu con trai chưa đủ 2 tuổi đang chăm chú dạy một đứa trẻ 5 tuổi đọc chữ và viết các con số. Ông bà hỏi ai dạy con những điều này. Terence Stahl trả lời là cậu học được khi coi chương trình Sesame Street trên TV. Năm 3 tuổi, Terence được bố đưa đến một trường tiểu học tư thục để học. Mặc dù học vượt cấp nhưng thành tích của Terence đã bỏ xa các bạn cùng lớp. Nhà trường sau đó đành phải từ chối cho cậu bé học tiếp bởi giáo viên cho biết họ không đủ trình độ và khả năng để dạy thần đồng này. Bố mẹ ông sau đó quyết định tự dạy học cho con trai. Bố ông dạy các kiến thức liên quan đến xã hội học, vật lý và hóa học, còn mẹ ông phụ trách dạy môn toán. Như vậy mà trong khi những đứa trẻ bằng tuổi đang học mẫu giáo, thì Terence đã học xong chương trình tiểu học. Bố mẹ ông sau đó đã gửi ông đến Hiệp hội Trẻ em Tài năng của Úc để học tập. Dưới sự dạy dỗ của bố mẹ và các chuyên gia giáo dục, trí tuệ của Terence ngày càng phát triển vượt bậc. Năm 5 tuổi, Terence Stahl bắt đầu tiếp xúc với toán trung học cơ sở và giải thành thạo. Năm 8 tuổi, Terence đã tham dự kỳ thi SAT, kỳ thi kiểm tra trình độ học sinh vào học đại học ở Mỹ và đạt được số điểm 760 trên 800 điểm. Trước đó chỉ có 2 thí sinh từng đạt số điểm trên 700 nhưng đều là học sinh trung học. Điều này đủ để thấy Terence có trí tuệ vượt trội như thế nào. Năm 9 tuổi, Terence Stahl theo học một số lớp toán ở đại học và cả các lớp về lập trình cho máy điện toán. Thời gian còn lại, ông vẫn tham gia các lớp học trung học bình thường. Năm 10 tuổi, Terence đại diện cho Australia tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế, đoạt được huy chương đồng. Một năm sau, ông giành huy chương bạc. Trong lần thứ 3 dự thi năm 1988, thần đồng Terence Stahl trở thành thí sinh trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương vàng. Bố mẹ sau đó đã cho Terence Stahl đi làm bài kiểm tra IQ và nhận về số điểm cao ngất ngưỡng, khoảng 230, thuộc top những người có IQ cao nhất trên thế giới. Chỉ số IQ của Terence thậm chí còn cao hơn cả IQ của Stephen Hawking, 160, và Albert Einstein, nằm trong khoảng 160-190. Một trong những bộ não vĩ đại nhất của toán học ngày nay. Năm 1989, khi mới 14 tuổi, Terence Stahl chính thức theo học tại Đại học Flinders và tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu vào tháng 12 năm 1991. Một năm sau, ông được cấp bằng thạc sĩ, đồng thời nhận học bổng Fulbright hệ sau đại học. Đến năm 1996, ông xuất sắc nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Princeton của nước Mỹ danh giá. Sau đó, Terence Stahl bắt đầu giảng dạy tại Đại học California và tiếp tục ghi thêm dấu mốc quan trọng trong đời khi trở thành người trẻ nhất nhận danh hiệu giáo sư tại trường này vào năm 2000, lúc chưa tròn 25 tuổi. Nếu những giáo sư khác chỉ giảng dạy ở một lĩnh vực chuyên biệt, thì Terence Stahl khiến mọi người thán phục bởi có kiến thức chuyên sâu và giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giải tích điều hòa, phương trình vi phân riêng phần, lý thuyết số, đại số tổ hợp, hình học phân dạng. Terence Stahl được đánh giá là một trong những bộ óc vĩ đại nhất của ngành toán học ngày nay. Ông hiện nắm giữ vô số kỷ lục, bao gồm người có chỉ số IQ cao nhất ngành toán, thí sinh tham dự giải Olympic toán quốc tế dành cho học sinh trung học nhỏ tuổi nhất và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất liên tục đoạt huy chương đồng, bạc và vàng trong 3 năm liền.
Ngoài ra, Terence Tao còn là nhà toán học còn sống, đạt nhiều giải thưởng, danh dự và huy chương quốc gia và quốc tế nhất cho đến nay. Ông cũng là nhà toán học có phạm vi hoạt động rộng khắp nhiều lĩnh vực, và ở lĩnh vực nào, ông cũng có đóng góp quan trọng. Tính đến năm 2015, Terence Tao đã đạt được tổng cộng 27 giải thưởng danh giá. Ông cũng có hơn 30 khám phá và từng làm việc với 68 nhà toán học. Số lượng nghiên cứu của ông nhiều không đếm xuể, và số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên môn tính đến 2016 là 300 bài báo và xuất bản 17 cuốn sách. Đặc biệt vào năm 2006, khi mới 31 tuổi, tại Đại hội Toán học Quốc tế lần thứ 25 ở Madrid, Terence Tao là một trong những người trẻ nhất, người Australia đầu tiên và là giáo sư đầu tiên của Đại học California giành được giải thưởng Fields, được ví như Nobel Toán học, vì những đóng góp to lớn của mình cho lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, tổ hợp, giải tích điều hòa và lý thuyết số cộng tích. Tạp chí New Scientist đăng ngày 22 tháng 8 2006 có viết: Terence Tao là nhà toán học trẻ nổi tiếng đến mức mà nhiều nhà toán học trên thế giới đều muốn chiêu mộ ông ấy về giải bài toán của mình. Terence được ví như một trong những ông thợ giải toán hợp tác giỏi nhất và đắc lực nhất với các đồng nghiệp trên thế giới. Nhận xét về Terence Tao, nhà toán học nổi tiếng Timothy Gowers cho biết, kiến thức toán học của Terence Tao có sự phối hợp kỳ lạ giữa rộng và sâu, không dễ gì tìm thấy lỗ hổng trong kiến thức toán của ông ấy. Nếu có lỗi, thì không ai khác ngoài Terence sẽ có khả năng lấp đầy và sửa chữa nó. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Trong gần 50 năm qua, Terence Tao gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho toán học. Ông thành công sớm, nhưng cũng phải nỗ lực rất nhiều cho những thành tựu hơn người đó. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Terence Tao hoàn toàn không giống một nhà toán học thường xuyên vùi đầu vào những công trình nghiên cứu khó hiểu. Bởi lẽ, người ta luôn thấy ông mỉm cười và khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Khác với nhiều thần đồng chịu sự lập trình sẵn trên chặng đường trở thành thiên tài, thần đồng người Australia lại có cuộc sống riêng, bình dị, hạnh phúc. Ngoài toán, Terence Tao còn dành thời gian cho gia đình. Vợ ông là kỹ sư tại phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA. Công việc của hai người đều rất bận rộn, nhưng họ vẫn dành thời gian cho hai đứa con và thỉnh thoảng lại mời đồng nghiệp về nhà ăn những bữa cơm tự nấu. Nhờ đó, ông không chỉ nhận được sự kính trọng nhờ tài năng xuất chúng, mà còn là vị giáo sư đáng mến trong mắt đồng nghiệp và học trò. Năm 2006, khi Terence nhận giải thưởng Fields, giáo sư John Gannett, cựu trưởng khoa toán Đại học California, đã dành những lời nhận xét tích cực về đồng sự. Terry, tên thân mật của Terence Tao, giống như Moza vậy, toán học như thể tự nhảy khỏi đầu ông ấy. Đây thực sự là tài năng hiếm có của ngành toán. Tuy nhiên, vị cựu trưởng khoa nhấn mạnh thêm rằng, Terence Tao tuy mang tài năng như của Moza, nhưng ông ấy có cuộc đời khác hẳn. Ông hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Còn Tony Chan, trưởng bộ môn khoa vật lý, giáo sư ngành toán Đại học California, cũng dành những nhận xét tốt nhất cho Terence Tao. Ông cho biết, cái tên Terence Tao có sức hấp dẫn lớn lao đối với những sinh viên giỏi nhất trong lĩnh vực lý thuyết số. Ông khẳng định, Đại học California rất may mắn khi có một giáo sư tài năng như Terence Tao. Nhờ có ông ấy, không khí học toán của trường đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng về phần mình, Terence chưa từng nghĩ mình là thiên tài. Ông cho rằng mình thành công nhờ sự chăm chỉ và một chút may mắn. Quả thực, ông đã lao động không ngừng nghỉ trong suốt những tháng năm sự nghiệp của mình. Ông từng viết 56 bài báo khoa học chỉ trong vòng 2 năm. Tất cả đều rất chất lượng. Giáo sư Garnett thừa nhận rằng đây là con số không tưởng đối với phần lớn các nhà toán học, vì bản thân ông cũng chỉ có thể đưa ra 2 đến 3 nghiên cứu cho một năm khấm khá. Ngày nay, Terence Tao vẫn miệt mài với công việc giảng dạy và nghiên cứu về toán. Ông thừa nhận rằng, ngoài vợ giỏi con ngoan, bố mẹ tâm lý, thì toán học chính là mảnh ghép còn lại, giúp cho cuộc đời ông trở nên trọn vẹn hơn. Tôi rất hạnh phúc, có thể đến năm 60 tuổi tôi sẽ nhìn lại những gì mình làm được, nhưng hiện tại tôi muốn dành thời gian để tìm ra lời giải cho hàng loạt vấn đề toán học. Terence trả lời khi được hỏi cảm nhận của mình về thành công.
Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.